Ok anh chị à, hôm nay rất vui là có cái chương trình webinar như thường lệ, đó là cho executive đó. Nhưng mà 30 phút đầu đó thì mình có cái chương trình Millionaire Call đó, và mình không thể nào tìm người thế được, thành ra mình muốn qua cái đó để một số anh chị vừa có thể nghe đó. Nhưng mà cái quan trọng anh chị đó là nửa phần sau này, mình có hứa với mấy anh chị trong cái lần trước đó là tuần trước nữa thì Lê Chí Linh đang bận một cái lớp này, đã không tham dự được. Và trước mặt mấy anh chị đó, đây là một cái người bạn trẻ, chút xíu nữa mình sẽ có dịp hỏi chuyện, và đồng thời nếu mà anh chị có câu hỏi đó, mấy anh chị đánh vào phía dưới mấy anh chị để mình có thể, và mình có trên 30 phút mấy anh chị ha, trên nguyên tắc thì mình có 30 phút, nhưng mà mình nghĩ là cái webinar hôm nay rất quan trọng, mà mình có thể kéo dài hơn 30 phút để một số mấy anh chị có thể tìm hiểu về một cái mà mình gọi là một cái hiện tượng. Có thể nói là hiện tượng Lê Chí Linh trong thời gian gần đây ở Việt Nam đó, đã có được những cái thành tích có thể nói là vượt trội mấy anh chị. Một vài cái điều mà mình muốn bắt đầu hôm nay đó là Linh tham gia vào cuối tháng 5 năm 2016, trong tháng 5 trở thành Executive, trong tháng 6 trở thành Emerald, trong tháng 7 trở thành Diamond, trong tháng 8 đó, thì hiện nay là mấy anh chị biết là cái muốn trở thành Blue Diamond đó, thì mình phải cần 2-3 tháng, thì Linh hiện nay đang là Qualifying Blue Diamond, và hiện nay ngày hôm nay là ngày 24 đây với anh chị, tháng 9 thì Linh đang cố gắng, và Linh vừa mới cho mình biết ngày hôm qua đó là Linh còn có chỉ cần có một số điều kiện rất nhỏ nữa thôi để trở thành Team Elite, tức là mình có đủ 15 cái nhánh về Executive. Thành ra đó là một cái hiện tượng anh chị, một cái hiện tượng mà mình có thể nói với mấy anh chị là nó không có nó không có dễ. Đồng thời ở đây đó, cái điều mà mình nói Linh làm ở đây đó, nó không phải là chỉ có mình Lê Chí Linh làm được, mà hiện nay có một số nhiều người trong đội nhóm của Linh hiện nay đang làm. Thật ra trước khi bắt đầu đó, chúng muốn Linh có thể tự giới thiệu về mình chút xíu, rồi sau đó thì sẽ có một vài câu hỏi cho Linh ha. Ok Linh, Linh bắt đầu. Xin chào chú Đinh với tất cả mọi người. Cháu tên là Linh Lê, tên đầy đủ là Lê Chí Linh. Cháu làm về Internet Marketing được đến nay là 10 năm rồi. Trước giờ thì hồi xưa thì cháu kinh doanh về bên vé máy bay, xong rồi bán sim điện thoại, rồi sau đó cũng làm về một cái lớp kỹ năng sống cùng với cô Nga. Rồi sau đó thì qua sinh được một thời gian, rồi sau Đi đó luôn lại quay hả? lại về Nói gì và vậy bán hàng em? về online. Trước giờ thì bọn cháu chủ yếu là nhập các cái hàng khác ở Pháp, rồi ở Mỹ, cũng một số hàng ở Mỹ nữa, nhưng chủ yếu là nhập những cái hàng ở ngoài để về bán. Sau đó thì mới cách đây khoảng 4 tháng thì gặp cô Nga. Thì lúc đó là cô Nga đưa về cái sản phẩm Nu Skin, mà thực ra thì gặp Nu Skin thì cháu gặp cách đây khoảng 3 năm, cái hồi cô Nga mới làm đấy. Nhưng hồi đó cô Nga nói về Nu Skin thì cháu cũng không hiểu lắm, mà nghe đa cấp rồi cháu sợ rồi. Tức là không không có có nghe cô Nga chia sẻ. Cô Nga cứ nói là sản phẩm này nó tốt, nó sẽ thay mình nói. Nhưng lúc đó cháu cũng không có tin lắm, cũng không hiểu nên là cũng bỏ qua. Rồi sau này đến năm 2013 cô Nga cũng nói một lần nữa, nhưng lại cháu cũng bỏ qua tiếp. Cho đến tháng cách đây 4 tháng đấy thì cô Nga mới đưa cái tiết kem đánh răng với lăn khử mùi với cái sữa rửa mặt. Thì cháu về cháu dùng thì thấy ba sản phẩm này tốt quá. Rồi sau đó thì cháu mới hỏi cô Nga bây giờ làm thì làm như thế nào. Rồi bắt đầu cháu làm từ đấy luôn. Ok, mấy anh chị nghe cái câu chuyện của Lê Chí Linh, tức là trước nay Linh vẫn chưa có kinh nghiệm với lại network marketing ha, Linh vẫn chưa làm về về network marketing, có thể là biết nghe phóng thoáng thôi, nhưng mà vẫn vẫn Nghe là chưa sợ rồi. mà nghe là sợ. Đó là một cái điều mà một số mấy anh chị để ý mấy anh chị ha, và cũng có thể mấy anh chị cũng có thể vì Linh chưa bao giờ nghe, và Linh và mình chú hay nói là nhiều khi đó mình chưa có một cái tì vết, cái tì vết ở đây đó nó ở cái nghĩa tích cực chứ không phải là về tiêu cực, nhưng mà khi mà mình làm mình có tì vết, có nghĩa là mình nghĩ nó là như vậy thì nó là như vậy đó, thì có thể nói là sẽ không đạt được cái mục tiêu. Nhưng mà bây giờ đó thì Linh cho một số mấy anh chị, chú biết là hôm nay trong cái không cái trong cái webinar hôm nay rất đông mấy anh chị ở Úc, ở châu Âu, ở Việt Nam, ở Mỹ nó đang nghe cái chương trình đó. Một số mấy anh em muốn biết đó là Linh làm cái gì, nhưng mà trước khi mà mình nói làm cái gì đó thì chú cũng muốn biết đó là
Linh có thể cho biết là hình như chú nghĩ là Linh đang đi tìm một cái gì đó, và do đó khi mà Linh gặp cái new skin đó thì Linh bắt ngay nó. Nên chú muốn biết là Linh đang đi tìm cái gì, chứ không phải là Linh vào rồi Linh thấy cái new skin này nó tốt quá rồi Linh làm nó. Chú không nghĩ như vậy. Chú nghĩ là hình như Linh đang đi tìm một cái cơ hội, Linh đang đi tìm một cái sân chơi nó lớn hơn, Linh đang đi tìm một cái gì đó để có thể Linh phát triển cái năng khiếu và đồng thời những cái kỹ năng, cái tài năng của mình đấy. Không biết Linh trước khi gặp Nusin nó Linh có đang đi tìm cái gì không? Và do đó khi mà Linh gặp ở nhà cô Nga nhìn những sản phẩm như vậy thì Linh nghĩ à đây là cái phương tiện. Chú nghĩ Nusin cuối cùng nó cũng chỉ là cái phương tiện thôi. Cái vấn đề là Linh đang đi tìm cái gì chú cũng tò mò muốn biết. Dạ. À, trước đây thì khi mà cháu làm về kinh doanh thì ở dạng vừa và nhỏ thôi. Thực ra nó là một cái mô hình nhỏ, và cháu luôn muốn phát triển cái doanh nghiệp của mình nó lớn hơn, nhưng nó luôn bị cái quy trình trong cái hệ thống về quản lý ấy, thì nó sẽ luôn bị rất nhiều cái lỗi. Cái đầu tiên đó là về cái tìm một cái nguồn hàng mà nó thực sự chất lượng. Thì cháu phải đổi rất nhiều nhà cung cấp, bởi vì phần lớn là gần như cái sản phẩm nó không đạt được cái chất lượng. Thì sau khi mà gặp cái sản phẩm của Nu Skin ấy, thì cháu thấy là về cái đầu tiên đó là về cái sản phẩm nó chất lượng đó, thì để cho mình cảm thấy an tâm để mình làm. Ví dụ như bây giờ mà cháu mở một cái công việc kinh doanh gì mà bây giờ là mình phải lo về khâu sản xuất, mình phải lo nghiên cứu về sản phẩm rồi cải tiến về chất lượng sản phẩm, có là mình phải lo về một cái đó thì nó quá nhiều cái chi phí, nhiều cái vốn mà mình phải bỏ ra quá. Thì thay vì như vậy mình sẽ tập trung vào cái việc mà lợi thế của mình ấy, đó là về việc marketing và bán hàng. Và trong đó cháu có một cái kỹ năng đó là về đào tạo đội ngũ đó. Thì cháu thấy rằng là với Nu Skin là có cái sản phẩm nó đã chất lượng rồi, mà chất lượng ở đây nó không phải là cho cháu kiểm chứng, bởi vì cháu sẽ không bao giờ tin vào cái chỉ tin chỉ hoặc là mình không phải tin vào cái công ty kia nói tốt được, mà mình phải dựa vào cái khách hàng họ phản hồi vào tốt hay không. Thì xuyên suốt cái thời gian đầu tiên thì bán ở diện rộng thì không có một khách hàng nào người ta phản hồi về tiêu cực, mà thậm chí người ta còn quay lại, người ta mua mình rất nhiều, rồi người ta hỏi mình là bây giờ chị muốn bán cái hàng của em, muốn phân phối của hàng của em thì như thế nào. Thì lúc đó cháu chỉ nói là gửi chứng minh nhân dân rồi hình 4x6 rồi đăng ký mã số và chỉ cho họ làm thôi. Đó, thì đó là về cái mặt về sản phẩm. Cái thứ hai đó là về trong quá trình kinh doanh ấy, thì cháu thấy rằng là về năng lực quản lý tài chính của mình nó rất là yếu. Nên là dù khách hàng của mình có, nhưng về cái hệ thống về quản lý tài chính của mình nó không được tốt, nên là cũng dẫn đến về thất thoát nhiều rồi bị thất bại nhiều ấy. Thì sau đó thì cháu thấy rằng là ở Nuski nó có cái hệ thống về quản lý tài chính nó rất minh bạch và nó rất rõ ràng. Thì đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là ở sau khi mà làm một thời gian thì cháu thấy Nuskin là còn có thêm đó là rất nhiều cái đội ngũ mà họ có thể cùng mình với đào tạo nữa, đó là cái hệ thống số 7 mà mình làm đấy. Thì nhờ vào hệ thống số 7 đó nó sẽ giúp cho mình được cái sự tự do nó tốt hơn, bởi vì nếu mà mình phải làm tất cả mọi việc, thay vì như thế là mình vào Nuskin trong cái OTG mình có một cái cả một cái team rất là lớn và có rất nhiều người giỏi trong đó, thì thay vì mình phải làm một mình thì mình với rất nhiều người giỏi thì nó sẽ nâng tầm mình lên. Và cái thứ tư đó là cháu thấy rằng là Nuskin nó không chỉ là ở Việt Nam không, mà đã có sẵn ở 54 nước rồi. Và nên là khi mà đã có 54 nước rồi thì sau đó nó sẽ giúp cho việc là mình phát triển ra về thế giới nó sẽ dễ dàng hơn. Và mình không cần phải lo về thủ tục về pháp lý, thủ tục về tài chính, tất có là mọi những cái vấn đề liên quan đến về phía sau của công việc kinh doanh thì mình không cần phải lo nữa, mà mình chỉ tập trung vào việc mà tìm kiếm khách hàng và phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Và cái thứ hai đó là tìm kiếm những người mà họ cũng muốn kinh doanh và giúp cho họ cũng có thể bán được hàng giống như mình. Và cái thứ năm mà cháu thấy ở Nuskin đó là họ có áp dụng về hệ thống Internet Marketing. Có là tất cả website của Nuskin ở trên toàn thế giới thì hoàn toàn có thể mua online được. Vậy thì mình muốn bán cho những khách hàng ở nước ngoài thì bằng việc là mình quay video clip, mình hướng dẫn cho người ta về sản phẩm, mình chia sẻ về giá trị sản phẩm. Sau đó mình gửi cái link của sản phẩm đó, rồi bắt đầu họ mới hỏi là mình mua cái sản phẩm đó như thế nào, thì bằng việc đó là mình hướng dẫn cho họ vào cái website nuskin.com rồi đăng ký mua hàng rồi điền cái mã số của mình vô. Như vậy là thì
cái nền tảng của Nuskin đó là một cái nền tảng nó rất lớn và nó đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ việc của mình chỉ tập trung vào hai việc nữa. Thứ nhất là tìm kiếm những nhà phân phối, họ cũng muốn kinh doanh những cái sản phẩm tốt như mình. Cái thứ hai nữa là mình sẽ tập trung tìm kiếm những khách hàng mà người ta có nhu cầu và mình bán cho những người có nhu cầu. Đó thì đó là cháu thấy là cái nền tảng đó. Ok Linh, một số mấy anh chị nghe Linh vừa mới giải thích đó, để cho thấy là Linh cũng hiểu về cái hệ thống số 7. Linh dựa vào những cái nó đã có sẵn mà chị, chứ Linh không có nghĩ ra cái gì mới. Một số người đó khi mà nghe tới online marketing thì chỉ nghĩ là bán hàng không đó mà chị. Và rõ ràng ở đây khi mà mình về Việt Nam lần trước mình có gặp đội nhóm của Linh đó, thì thấy rằng đây là một cái lực lượng trẻ rất kỷ luật và đồng thời làm việc có bài bản mà chị, dựa vào những cái nó đã có sẵn. Và đồng thời cái thế mạnh của Nuskin là gì, thế mạnh của hệ thống là cái gì, và đồng thời thế mạnh của bản thân cá nhân của anh Lê Chí Linh, đồng thời những cái người bạn trẻ mà chị ha. Và đây có thể nói là ở Mỹ đó, thì ở Việt Nam đó thì mình không có cái khái niệm cái từ hybrid. Hybrid tức là cái loại xe mà Linh nó hồi xưa thì mình chỉ có xe chạy bằng xăng, rồi sau này nó có xe chạy bằng điện, nhưng mà nó có một cái loại xe vừa chạy xăng vừa chạy điện, tức là lúc thì nó chạy xăng lúc thì nó chạy điện, thì nó gọi là hybrid, tức là nó là cái sự phối hợp giữa hai cái, giống như một cái con chó con mèo hay là một con gà gì đó, nó phối giữa hai cái giống lại với nhau đó để nó thành một cái thứ ba nó tốt hơn anh chị. Ở đây đó cái mô hình, cái việc mà làm, và mình biết chắc ở trong cái kho hôm nay nó có rất nhiều một số anh chị muốn nghe Linh làm việc gì đó, thì cái đó là để trước khi Linh trình bày mấy anh chị, đó là cái sự phối hợp ở giữa những cái hay mấy anh chị, ở giữa những cái hay. Hôm nay đó cái mà chú muốn Linh chia sẻ đó, tại vì một số mấy anh chị biết câu hỏi ở đây rất nhiều đó, là hỏi về làm thế nào để Linh bán hàng, cái đó có thể là chút xíu nữa Linh sẽ chia sẻ mấy anh chị, nhưng mà mình nghĩ cái đó nó không quan trọng, cái đó nó quan trọng nhưng mà nó không quan trọng lắm mấy anh chị. Về cái vấn đề là tại sao mấy anh chị phải suy nghĩ là tại sao Linh làm cái Linh đang làm, chứ không phải là làm thế nào mấy anh chị. Thành ra ở đây chú có một lần nói chuyện với Linh đó, thì cái điều mà chú rất tâm đắc đó là Linh thấy được cái ưu điểm của kinh doanh truyền thống, cái ưu điểm của cái hệ thống franchise mấy anh chị, và cái ưu điểm của network marketing, để có thể Linh lấy những cái tinh túy nhất hiện nay ứng dụng vào cái việc Linh làm. Vì mình có thể nói với mấy anh chị, anh Linh không phải là Blue Diamond hay là Team Elite một mình mà gì, mà cả một cái đội ngũ. Linh làm những cái buổi webinar, làm những cái buổi hội thảo mà chị, cả ngàn người ở Sài Gòn, 1.000 người khác ở Hà Nội. Và trong thời gian sắp tới, Linh vừa mới cho mình biết đó, Linh sẽ tổ chức một cái lớp như vậy tương tự ở Indonesia. Và trong tương lai mà chị, mình sẽ qua châu Âu, mình sẽ qua châu Âu, mình sẽ đi Mỹ, mình sẽ đi Úc, và Lê Chí Linh cũng sẽ mở những cái lớp cả ngàn người như vậy. Thành ra ở đây đó không phải là mình recruit một người, hai người, ba người, mà cái cách ứng dụng của Linh là cả ngàn người, nếu mà không nói là trong tương lai biết đâu được sẽ cả chục ngàn người mỗi một lần mà mình gặp người ta mấy chị, để rồi qua đó, qua những cái chương trình như vậy. Thành ra ở đây rất nhiều người hiện nay trong đội nhóm của Lê Chí Linh đang là Ruby mấy chị, và đang đạt được rất nhiều thành quả. Thành ra một số mấy anh chị, đương nhiên mấy chị, khi mà mình có một cái kết quả gì đó lớn quá thì thường thường mình nghi ngờ ở đây là chỉ có mình Lê Chí Linh làm được, mà sẽ không có người thứ hai mấy anh chị. Mình có thể nói với mấy anh chị là hiện nay đội nhóm của anh Linh có khá nhiều người đang copy và đang làm được những điều mà Lê Chí Linh đang làm. Thành ra Linh có thể nói rõ hơn chút xíu đó Linh. Thứ nhất là giữa cái mô hình truyền thống rồi franchise rồi network marketing, Linh thấy cái gì là cái ưu điểm ở trong một cái cặp nhìn chưa bị tì vết về network marketing mấy anh chị nha. Và mấy anh chị lắng nghe mấy anh chị, để rồi sau đó Linh ứng dụng những cái đó trong cái lực lượng thẻ hiện nay đó, nên Linh có thể nói thêm về cái đó. Chú nghĩ cái này là cái điểm mấu chốt của cái buổi hôm nay. Bởi vì cháu cũng làm trải qua các cái mô hình về kinh doanh, từ mô hình kinh doanh truyền thống rồi về nhượng quyền, rồi bây giờ là mình gặp về MLM là network marketing ấy. Thì cháu thấy rằng là cái đầu tiên thì khi mà cháu làm ấy, và nhiều người hỏi là cái cháu phân tích là đối với một cái công ty truyền thống á, là khi mà họ chỉ có khoảng tầm 3 nhân viên đến 5 nhân viên thì họ làm việc rất hiệu quả. Nhưng khi mà cái công ty đó phát triển lên khoảng tầm 20 nhân viên, 30 nhân viên á, thì bắt đầu nó bị vỡ bụng và nó bắt đầu nó gặp rất nhiều vấn đề. Và bắt đầu nó tan rã và nó xảy ra quá nhiều lỗi, bởi vì họ không có thể quản trị được trên một cái mô hình lớn.
Bởi vì năng lực của cái người điều hành nó sẽ có một cái giới hạn, và kể cả bản thân cháu khi mà cháu làm những cái công ty truyền thống là mình đã đi học rồi, mình cũng đã áp dụng nhiều công nghệ, mình áp dụng mọi thứ để vào và thuê người về dạy rồi tất cả mọi cái, nhưng nó vẫn không đạt được cái hiệu quả tối ưu giống như lúc mà mình chỉ có 3 đến 5 nhân viên. Thì khi mà mình chỉ có 3 đến 5 nhân viên thì làm việc nó cực kỳ hiệu quả và nó không bao giờ gặp cái vấn đề gì cả, nhưng cứ lớn lên là bắt đầu gặp vấn đề, lớn lên là gặp vấn đề. Thì sau này khi mà cháu học về nhượng quyền thì mới phát hiện ra đó là cái nền tảng về cái công ty của mình á, nó thiếu. Thứ nhất là về cái văn hóa doanh nghiệp nó không có. Cái thứ hai nữa là về cái chọn lọc về người á. Ví dụ như khi mình làm việc 3 người thì 3 người, 5 người thì thường là mình đã chọn lọc rất kỹ, mình đã có sự tương tác, mình đã tìm hiểu với nhau và mình lọc người ra, và mình tuyển vô cả hàng trăm người, mình chỉ lọc được 3 đến 5 người thôi. Đó là thậm chí có những năm là mình tuyển cả đến cả 1.000 người mới có thể lọc ra được 3 đến 5 người để làm việc với mình. Thì với mô hình truyền thống với 3 đến 5 người thì làm việc họ tương tác với nhau thì nó hiệu quả, nhưng nó lại luôn thiếu, khi mà phát triển rộng ra thì nó luôn thiếu đó là về cái hệ thống. Thứ nhất là về hệ thống về marketing này, hệ thống về đào tạo, hệ thống về phát triển, rồi về quy trình về quản lý tài chính, về nguồn cung ứng, về tất cả mọi cái nó đều thiếu. Thì cái nhượng quyền thương hiệu lại giúp cho chúng ta làm được cái điều đó, tức là phải chuẩn hóa tất cả mọi cái quy trình thì sau đó mình nhượng quyền ra thì nó sẽ phát triển mạnh. Và cái nhượng quyền thương hiệu, khi mà bắt đầu nhượng quyền thương hiệu thì họ cũng phải luôn dựa trên 2 tiêu chí. Nếu mà mình chỉ có tiền thôi cũng chưa đủ mà mình phải có năng lực nữa. Mình phải có năng lực quản trị thì lúc đó mình mới có thể điều hành một cái doanh nghiệp, mà một cái franchise, một cái nhượng quyền á, là khoảng thường nhượng quyền thì điều hành cũng phải mấy chục nhân viên. Vậy thì nếu mà mình chỉ làm nhượng quyền thì không chỉ có mỗi tiền không mà còn phải có một cái năng lực về quản lý nữa thì lúc đó làm việc mới hiệu quả được. Và cái MLM thì lại làm được một cái là tất cả mọi cái đều có hệ thống sẵn hết rồi, tất cả mọi cái đã chuẩn về nguồn cung ứng cũng tốt, tất cả mọi cái là đều ok hết rồi. Vậy thì nhưng chỉ có cái MLM là mọi người bị một cái lỗi, đó là gì? Tìm những người mà người ta không có nhu cầu mua hàng và bán cho họ, và tìm những người không có nhu cầu về phát triển về kinh doanh lại hướng dẫn và ép họ phải kinh doanh, thì lúc đó nó tạo ra một cái phản ứng ngược là người ta không thích về kinh doanh mà mình cứ bắt họ kinh doanh. Và thậm chí những người mà họ đã nói là họ không thích kinh doanh rồi thì sau khi mà họ quyết định là không tham gia cùng với mình ấy, thì có nhiều cái trường hợp đó là quay lại nói với cái người khách hàng đó là họ không có tư duy, họ không có suy nghĩ, làm cho khách hàng họ lại càng phản ứng tiêu cực hơn nữa, thì làm cho cái internet ở cái MLM trở nên thành một cái tiêu cực. Nhưng mình thừa nhận rõ ràng là cái MLM đó là những cái sản phẩm của họ rất ok. Cái thứ hai đó là cái mô hình của họ làm cho mình rất dễ nhân bản. Nhưng cái MLM là nói về làm việc teamwork với nhau nhưng lại vẫn bị rời rạc, đó là chỉ chiến đấu một người thôi. Khi chiến đấu có nghĩa là khi làm việc á, là họ không tạo ra một cái franchise, một cái nhượng quyền á, là cái MLM là thường là nhượng quyền nó một người. Còn cái truyền thống thì nhượng quyền là họ nhượng quyền cho một cái mô hình, một mô hình về kinh doanh. Và cái MLM thì người ta vẫn luôn nói về cái cơ hội, đó là cơ hội này làm giàu, cơ hội này phát triển, nhưng họ chả biết là cái cơ hội này phải làm như thế nào để làm được cái cơ hội đó. Thì cái của cháu đó là gì? Cháu hướng dẫn cho họ là chỉ tuyển những người nào mà người ta có nhu cầu, và thậm chí người ta có nhu cầu rồi mình về mình phải phỏng vấn là xem người này có chính trực hay không, người này có tố chất hay không, thì bắt đầu mình mới lọc ra. Ví dụ như bây giờ cháu để có 15 người như bây giờ đó thì cháu cũng đã tuyển cả hàng trăm người rồi. Cháu tuyển cả hàng trăm người và thậm chí mỗi ngày là có rất nhiều người người ta gọi điện và hỏi cháu tham gia, nhưng cháu bắt đầu cháu hỏi là tại sao anh phải nhận em, và em vào thì em sẽ làm được gì, khó khăn cho em có vượt được qua hay không. Đó là cháu hỏi rất nhiều cái câu hỏi mà theo đúng cái cách của truyền thống mà mình hay phỏng vấn nhân viên đó, là họ có phù hợp với mình hay không, và vào đây khó khăn nhiều thì em có chịu được hay không. Tức là mình sẽ có một cái loạt cái câu phỏng vấn để mình hỏi là xem họ có phù hợp hay không đã. Sau khi mà bắt đầu vô xong mình mới dạy cho họ về cái cách bán hàng, dạy cho họ về sản phẩm, rồi đưa họ đi tham dự các cái sự kiện của công ty. Nhưng sau đó mình mới gặp tiếp là xem họ có phù hợp với cái team của mình hay không, phù hợp với nhóm của mình hay không. Và theo một thời gian khoảng tầm 2 tuần đến 1 tháng ấy, mà mình thấy họ làm việc hời hợt, họ làm việc không nghiêm túc, họ không xem đây là một cơ hội, thì mình cũng sẽ đưa họ sang một cái vế và mình sẽ không có follow theo họ nữa. Bởi vì họ rõ ràng họ không phải là một người kinh doanh nữa, bởi vì một người kinh doanh thì họ thấy đây là một cơ hội thì họ sẽ chủ động, họ sẽ nỗ lực và họ làm việc rất hiệu quả. Còn việc của mình đó là chỉ mình hỗ trợ cho họ về kiến thức, họ hỗ trợ cho họ về kỹ năng, những cái gì họ thiếu thì mình mới hỗ trợ thêm thôi. Thì đó là về cái cách của cháu là cháu tuyển người, chứ không phải là ai cháu cũng tuyển, mà cháu lọc ra những người mà người ta thực sự muốn kinh doanh ấy, họ muốn phát triển thì lúc đó mình mới chọn.
Còn về bán hàng thì mình cũng chỉ tập trung bán cho những cái khách hàng mà người ta có nhu cầu. Và khi bán á, là những người mà làm LM từ trước giờ đó là họ hay bán là mua sỉ và bán sỉ. Còn cháu thì mua sỉ và bán lẻ. Bởi vì sản phẩm của mình tốt rồi thì mình phải bán đúng với giá trị của nó. Thậm chí ví dụ như cái lăn khử mùi mình nhập cái giá công ty đề nghị bán rẻ hơn nhưng cháu lại bán cao hơn nữa. Bởi vì rõ ràng là cái sản phẩm của mình nó rất chất lượng và nếu mình bán quá rẻ thì khách hàng sẽ nói rằng là hàng này là hàng không chất lượng, hàng này là hàng đều. Và khi mà mình bán một cái giá nó ở một cái mức bình thường á thì đối với người nghèo thì họ nói đó là một cái giá quá cao và đối với người giàu nó đó là một cái giá quá thấp. Nên là mình sẽ không để một cái mức bình thường mà mình sẽ tập trung bán cho một cái phân khúc cao hơn. Và hơn nữa là cháu tìm hiểu thì thấy rõ ràng là cái sản phẩm Nu Skin nó rất tốt và đã được mọi người định vị về cái thương hiệu của Nu Skin là cái sản phẩm dành cho doanh nhân rồi. Thì vậy thì mình phải bán đúng với giá trị của nó chứ không thể nói giá thấp như vậy được. Thì cháu sẽ mà khi mình bán giá cao như vậy đó thì sẽ lọc ra những khách hàng mà người ta mua đó chủ yếu là những người ta có tài chính, những người ta có nhu cầu thì đối với họ thì giá cao hay giá thấp họ không quan tâm, nếu mà họ quan tâm đó là về chất lượng sản phẩm. Và khi họ đã mua được một cái sản phẩm đầu tiên rồi thì họ sẽ mua sản phẩm thứ hai, họ mua sản phẩm thứ ba. Thì cháu cũng làm theo cái cách của chú mà chú lần trước về chú có đưa cái cuốn sách này. Thì cháu áp dụng là ghi trong này là về những cái khách hàng của mình, thì cháu cũng lưu là cái khách hàng của mình thì mỗi tháng như thế cháu đều mỗi tuần gần như là mỗi tuần cháu đều gọi cho khách hàng là hỏi họ sử dụng sản phẩm như thế nào rồi, họ sử dụng nó có kết quả ra sao rồi bắt đầu có là mình sẽ quan tâm đến về khách hàng và khi bắt đầu họ sẽ chia sẻ cho mình về cái sức khỏe của họ rồi về cơ thể của họ rồi gia đình của họ. Thì khi mình nhận ra được cái các vấn đề của họ thì cháu sẽ nốt lại, cháu sẽ ghi lại rồi sau đó cháu sẽ dựa trên những cái sản phẩm của mình thì cháu sẽ tư vấn. Còn những cái nào mà bởi vì cháu mới vào nên là có nhiều sản phẩm mình cũng chưa có hiểu rõ lắm. Nên là sau khi mà cháu ghi được rõ về tình trạng về sức khỏe, tình trạng về bệnh tật của khách hàng rồi đó thì sau đó cháu gọi cho cô Nga và cháu gọi cho cô Hương là hỏi về cái tình trạng bệnh tật như thế nào thì như thế này thì nên uống sản phẩm gì, bệnh tật như thế này uống sản phẩm gì. Và sau đó cháu lại gọi lại cho khách nói là à cháu đã à, em đã gọi hỏi chuyên gia của công ty bên em rồi. Thì bên anh nói là à, với cái tình trạng mà như bệnh gan á, thì uống R2 là nó sẽ thải độc. Tức là sẽ tùy vào cái tình trạng của khách hàng mà cháu sẽ tư vấn một cái sản phẩm nó phù hợp với khách hàng. Thì đó là cái cách mà cháu làm tập trung vào việc mà chăm sóc hàng á. Ví dụ như mình có khoảng 100 người khách hàng mà một khách hàng một tháng mà cứ tiêu cho mình cứ 10 triệu, 20 triệu đến 30 triệu thì cái việc mà để có điểm số nó không phải là khó. Và cứ khách hàng đó rồi họ lại giới thiệu thêm rồi có những khách hàng thì họ xin lại làm đại lý hoặc phân phối hàng cho mình. Thì lúc đó là kể cả những người làm với cháu cháu cũng không bao giờ nói về cái hệ thống trả thưởng và về hệ thống trả thưởng của Nu Skin gần đây cháu mới nắm rõ được chứ trước đây cháu cũng không nắm rõ bởi vì cháu sẽ tập trung vào việc đó là mình phải làm có kết quả, mình làm có hiệu quả và mọi người cảm nhận cái sản phẩm này tốt thì tự động nó sẽ phát triển. Thì lúc đó là và cháu cũng không bao giờ nói về cái hệ thống trả thưởng của Nu Skin bởi vì mọi người sẽ tập trung vào hưởng hoa hồng bán lẻ. Và khi hưởng hoa hồng bán lẻ là đến cuối tháng tự nhiên Nu Skin trả cho họ thêm một cái khoản hoa hồng thông qua cái hệ thống nữa thì họ sẽ cảm thấy vui hơn và động lực hơn và họ không hiểu là à, cái khoản tiền này nó từ đâu nó ra thì lúc đó mình mới ngồi xuống và mình giải thích cho họ là cái khoản hoa hồng này nó sẽ như thế nào và lúc đó họ đã có kết quả rồi thì việc mà họ hướng dẫn cho một người khác cũng sẽ trở nên tự nhiên hơn bởi vì hơn nữa là khi mà họ đã có kết quả rồi bạn bè của họ sẽ hỏi là Linh ơi bây giờ em bán cái hàng đó là bán như thế nào, bán ra sao, tại sao, làm thế nào để bán thì bắt đầu mình mới hướng dẫn cho họ. Ok, Linh, một số mấy anh chị nghe đó, và mình mong là một số mấy anh chị thấy 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 rõ. Xin lỗi, mình có một số mấy anh chị. Ok, rồi rồi. Chú đang nhận được khá nhiều những cái câu hỏi đây nè, hỏi về làm thế nào để Linh có thể trở thành Emerald ở tháng thứ nhì hay là Blue Diamond chỉ trong vòng 4 tháng đó. Thì có thể một số anh chị vừa mới nghe Linh trình bày để trước khi tại vì Linh nói tới đâu đó chú muốn wrap up một chút xíu một vài cái điểm chính đó, nghe một số anh chị không 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 bị tản mát. Mấy anh chị vừa mới nghe Linh nói về cái cách anh tuyển dụng anh chị ha, là anh lựa chọn anh chị lựa chọn như hồi nãy chú không nghe Linh nhắc tới cái chữ cộng tác viên, nhưng mà khi về đó thì chú nghe cái từ này khá nhiều. Tức là Linh phân biệt rất rõ mà chị, ai là người khách hàng chỉ sử dụng sản phẩm. Cái nhóm thứ nhì mà chị là những người cộng tác viên đó, tức là người ta muốn làm nhưng mà người ta làm không được, hay là vì lý do gì đó, người ta chân trong chân ngoài, thì người ta để qua một bên đó chị, và Linh chỉ tập trung vào những người rất là nghiêm túc.
Thành ra Linh Linh có thể nói sơ về cái đó chút xíu là Linh hả? Ví dụ Linh Linh có thể lấy một cái ví dụ đơn giản đó là làm team thế nào để Linh có thể tạo ra được 12 người executive ở tháng thứ tư. À, thì chú nghĩ là hiện nay chú có khá nhiều câu hỏi, chỉ hỏi cái đó để Linh có thể chia sẻ. À, khi mà cháu làm thì cháu phân biệt rất rõ về ba cái đối tượng làm việc với mình. Thứ nhất đó là khách hàng. Đối với khách hàng thì buộc lúc nào cũng phải mua của mình với một cái giá, đó là giá lẻ, chứ không bao giờ được mua với giá xỉ. Kể cả họ nói với mình đến cỡ mấy đi chăng nữa thì mình vẫn chỉ bán giá xỉ cho họ thôi, bán giá lẻ cho họ thôi, chứ không bao giờ đàm phán giá, không đao giá, cũng không giảm giá. Các cháu nói giá nào thì đúng, chỉ có một giá đó, và cả toàn đội của cháu cũng làm đúng cái điều đó luôn. Tất cả mọi người sẽ đồng loạt cùng bán đúng một cái giá đó cho khách hàng của mình. Cái đối tượng thứ hai đó là những cái đối tượng mà họ là chỉ là nhà phân phối bình thường, hay là cháu hay gọi là cái từ đó là cộng tác viên ấy. Bởi vì khi mà cháu tuyển cả 100 người như thế thì có khoảng 20% là người ta sẽ quyết định cũng muốn làm cùng với mình. Thì nhưng họ làm việc là theo kiểu là ngày hôm nay thích thì làm, không thích thôi, lúc nào hoặc là lúc nào họ thiếu tiền thì họ làm, họ bán vài món xong rồi họ có tiền rồi họ lại thôi. Rồi lúc thì họ cứ cống làm. Rồi có những người thì họ vừa đi làm công việc này rồi vừa làm công việc của mình, cống là họ không hề dành toàn tâm toàn ý. Họ không xem đây là một mô hình kinh doanh mà họ chỉ đây xem đây là một mô hình bán thời gian thôi. Thì khi nếu mà họ những người như vậy thì có nghĩa là họ vẫn chưa đủ một cái tầm nhìn rõ về cái cơ hội ở Nu Skin. Thì mình sẽ đưa cho họ là ở sang một bên, thì cháu cũng thường không có quan tâm về cái người này lắm. Và một tháng là cháu chỉ gặp họ khoảng một lần thôi. Cứ là cháu dành chỉ một tháng là cháu chỉ gặp một lần, và cháu sẽ gặp trên một cái nhóm như thế. Và sau cháu sẽ chia sẻ và nói cho họ về cái sản phẩm. Hoặc là họ hỏi cái gì thì đúng một tháng này cháu mới trả lời với họ. Hoặc là cháu có thể chỉ gặp online, chứ cháu ít khi, gần như là rất ít khi mà dành thời gian để gặp những người đó. Nhưng cái thời gian còn lại cháu sẽ gặp những cái người mà người ta quyết định xem cái Nu Skin là một cái công việc, đây là một cái cơ hội kinh doanh của họ đấy. Thì lúc đó cháu sẽ dành tập trung toàn thời gian dành cho những người này. Và những người này khi bất kể một cái thời gian nào mà họ muốn gặp cháu, muốn trao đổi về hướng dẫn về cái cách làm việc nhóm này, hay là hướng dẫn về cái cách mà bán hàng, hướng dẫn về cách mà telephone sale, thì cháu luôn dành thời gian cho những người này. Bởi vì họ là đã tập trung 100% về cái thời gian. Nên là những cái người làm và cháu chia rất rõ. Thì khi mà cháu tuyển cả 100 người như thế, đến nay cũng phải mấy trăm người mà cháu tuyển rồi, nhưng cháu chỉ lọc ra được 15 người là họ làm toàn thời gian cùng với mình. Còn lại những người khác thì họ làm kiểu bán thời gian. Thì đối với cháu thì họ giống như là một cái người cộng tác viên bán hàng mà công ty truyền thống. Khi mà mình mở một công ty về mỹ phẩm, mình cũng sẽ có những cái đại lý chính thức, rồi mình cũng có những cái cộng tác viên, rồi mình cũng còn những khách hàng. Thì khi mình áp dụng ở sang Nu Skin mình cũng sẽ như thế, chứ mình không ép tất cả mọi người là phải cùng kinh doanh về Nu Skin. Và khi một sản phẩm tốt, một cơ hội tốt như thế thì chỉ dành cho những người người ta thực sự nhìn thấy đây là cơ hội thì họ mới làm được thôi. Còn nếu mà họ không thấy cơ hội mà mình cứ nói với họ đây là một cơ hội tốt, mình cứ nói thì họ cũng không hình dung ra được. Bởi vì có thể là lúc đó họ vẫn chưa nhìn ra được, thì mình cũng không nên bỏ ép, mà để cho họ từ khi nào mà họ ngộ ra, họ nhận đây là một cơ hội rất lớn, thì họ sẽ chủ động những cái mình tin đó, mình sẽ chủ động mình chia sẻ đó. Thì biết ra ba đối tượng khi làm việc với mình là rõ ràng như thế. À, mấy anh chị có thể thấy rõ đó, mấy anh chị, mình một trong những cái thử thách rất lớn đó là trong network marketing đó. Mấy anh chị có một cái đạo quân part time, tức là làm bán thời gian, và người ta là tình nguyện viên. Và thường mấy anh chị, mình mất khá nhiều thời gian vào những người ta không làm. Cái câu mà người ta hay nói mấy anh chị ha, cái câu này người ta nói rất thường lên, tức là một trong những cái sai lầm phổ biến trong network marketing là dành quá nhiều thời gian cho những người người ta không làm. Dạ đúng ạ. Ở đây mấy anh chị này, cái mà Linh vừa mới nói ra đó, Linh lọc ngay từ đầu mấy anh chị. Tức là Linh nói là trong số những người Linh nói thì chỉ có 20% đăng ký, đúng không Linh? Dạ 20% đúng ạ. Đăng ký. Vậy thì trong 20% đó, bao nhiêu phần trăm thường, dĩ nhiên là con số này mỗi người mỗi khác nhau, Linh có thể cho mấy anh chị biết đó là trong số 20% mà thật sự đăng ký đó, ví dụ như 100 người thì có 20 người đăng ký. Thì trong 20 người đăng ký đó, nó có bao nhiêu người là sử dụng sản phẩm, bao nhiêu người là cộng tác viên, và thường là bao nhiêu người là nghiêm túc? Cái tỷ lệ theo thì có, xác định là người nghiêm túc thì chỉ có khoảng tầm 1% thôi. 1%, được rồi. 1% là những người mà thực sự là họ nghiêm túc, mà họ dành đây là cái công việc kinh doanh thực sự của họ. Còn 5% thì họ làm việc, nhưng làm việc ở mức vừa chứ không phải hiệu quả. Còn số 15%
số phần trăm còn lại, khoảng 14% còn lại là có người dùng, có người lâu lâu mới dùng, có nghĩa là lâu lâu họ mới dùng ít, rồi lâu lâu họ bán được một vài món, lâu lâu họ bán vài món. Thì cháu vẫn đưa hàng cho họ bình thường và cháu chỉ thẳng họ là không nên lấy ở cháu mà lên thẳng trực tiếp trên công ty, bởi vì cháu đã mở mã số và cháu chỉ thẳng lên trực tiếp trên công ty để lấy hàng trên đó luôn. Okay, và những người này thì cứ kêu người ta vào webinar hay là conference call gì đó ha, để coi có thể là ai vào. Và đương nhiên thì dĩ nhiên là mình không có kỳ thị hay là mình nghĩ là những ngày làm không được anh chị, nhưng mà tại vì người ta là người quyết định cái mức độ người ta tham gia, nó chỉ vừa phải thì mình dành cái thời gian vừa phải mà anh chị. Thành ra mình nghĩ cái này là một trong những cái bài học lớn, một số mấy anh chị có thể qua cái câu chuyện của anh Lê Chí Linh hôm nay đó để có thể học hỏi đó. Bây giờ Linh có thể kể một vài cái trường hợp nào đó, những người ở dưới của Linh đó, người ta hiện nay đang làm. Tuy nhiên thì trong cái phạm vi này mình không có phỏng vấn được thêm đó. Nhưng một số mấy anh chị trong vài tuần trước cũng đã qua cái video của một số mấy anh chị trẻ đó. Linh có thể kể ra một vài trường hợp nào mà ở trong team của mình mà người ta đạt được cái kết quả đó. Ok Linh. À, ví dụ như trong team thì cháu có là bạn Tiến, Trần Quốc Tiến ấy, thì hồi đầu là Trần Quốc Tiến là cũng làm rồi tập trung vô những cái việc của những cái người mà người ta làm việc không có hiệu quả. Sau cháu mới nói ấy, là đừng có quan tâm đến những cái người mà người ta làm việc không hiệu quả. Rồi trong team Tiến cũng có nhiều người họ nói rất nhiều, nhưng có là họ chém chém gió, họ nói rất là nhiều, họ nói rằng là họ sẽ làm cái này, họ làm cái kia. Thì cháu nói với Tiến là nói là một chuyện nhưng làm là một chuyện khác, là mình phải tập trung vô những người mà người ta làm á, thì đó mới là điều quan trọng. Nên là mình đừng quá kỳ vọng vào một người, nên là mình phải liên tục, mình sẽ có tuyển rất nhiều người để xem ai là cái người mà sẽ tạo ra kết quả, thì mình sẽ dành thời gian cho người đó, và như thế thì đó mới gọi là công bằng được. Bởi vì mình chỉ công bằng đó là những người nào mà thực sự họ nỗ lực, họ thực sự quyết tâm, thì mình phải dành thời gian cho họ nhiều, chứ mình không thể dành cho một người mà họ nói rất nhiều mà họ lại làm việc không hiệu quả. Thì cái thời gian đầu tiên là Tiến làm bị thất bại bởi cái đó, là tập trung vào một người. Có là Tiến thấy là cái người này làm việc có vẻ tốt quá, nói chuyện hay quá, nên là Tiến nghĩ là người này sẽ làm việc hiệu quả, và Tiến dành quá nhiều thời gian và tập trung vô người đó. Rồi cuối cùng là người đó lại làm việc không được, làm việc không được bắt đầu sẽ xuống, bắt đầu có hơi hơi hụt hẫng một chút. Thì cháu nói là cái người đó là anh đã nói là em bỏ, đừng có quan tâm về cái người đó nữa, mà mình tập trung mình tuyển. Bây giờ mình sẽ tuyển ở đâu, mình sẽ tuyển như thế nào, bắt đầu mình đi tiếp, bắt đầu là hướng dẫn cho Tiến là ba em có muốn về thì em lên Ruby, là em phải tuyển cầm người ít nhất cũng có được khoảng tầm 20% người làm, và 20% trong đó có khoảng 5 người ta sẽ quyết định làm với mình, thì có sẽ 4 người sẽ cùng với em và em sẽ lên được Ruby thôi. À, thế sau đó là Tiến cũng làm giống như 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 cháu làm, đó là tuyển rất nhiều và chọn lọc rất nhiều và sàng lọc rất nhiều và chỉ giữ lại là có 4 người. Thế bây giờ là Tiến cũng đã làm được cái điều đó. Đó là ví dụ. Đương nhiên thì cũng có nhiều người ở đây mấy anh chị nè, mỗi cái câu mà Linh vừa mới chia sẻ đấy, đương nhiên thì Linh vẫn còn mới trong đế quốc marketing mấy anh chị ha, nhưng mà mình rất trong cái vấn đề là mình phải nói là cái kết quả mấy anh chị, cái kết quả mà Linh làm trong vòng mặc dầu chỉ có 5-6 tháng vừa rồi thôi, nhưng mà nó nói lên rất nhiều mấy anh chị. Vì có thể nói đây là một cái hiện tượng để một số mấy anh chị theo dõi này. Thứ nhất là mình phải sàng lọc. Cái thứ hai là mình chỉ tập trung vào những người mà thật sự nghiêm túc này. Vì thực tế ra Linh biết làm sao không? Chú nghĩ là ví dụ như muốn trở thành Blue Diamond thì nó không khác gì mình bầu một cái hội đồng quản trị, mình mở một công ty, bây giờ mình lập một cái hội đồng quản trị thì chắc chắn cái 12 người mà ngồi trong cái ghế hội đồng quản trị của mình phải chọn lọc, mình không thể nào ra bến xe kiếm một ông nào đó hay là một ông hàng xóm ngày hôm qua mình vừa mới gặp, mình kêu ông vào và mình mong là ông sẽ làm giỏi công việc của ông cái gì. Chắc chắn là điều đó nó không bao giờ nó xảy ra, đúng không? Nên chú nghĩ Rồi, đúng là không? cái chuyện của Linh làm nó hình như mấy anh em mình đều hiểu mấy chị, nhưng mà mình vẫn không có thực hiện. Mình cứ thấy ai đó nói giỏi, ai đó có cái chức vụ lớn và mấy anh chị đều nghĩ là người đó làm được anh chị, mình cứ nghĩ là và người mình cứ kỳ vọng là người đó làm được, và khi người ta không làm được thì mình thất vọng và mình bỏ cuộc anh chị. Và chú nghĩ cái đó là cái quá vô lý. Thành ra cái điều mà Linh nói hôm nay đó nó cũng là một lần nữa đó để cho một số mấy anh chị hiểu được là mình chủ động trong vấn đề mình chọn người mấy chị nha. Chú có một cái câu hỏi ở đây à, có một số có 2-3 người hỏi tức là làm sao mà cháu có thể thu hút nhiều người, tại vì hồi nãy chắc là nghe chú nói là Linh có tổ chức những cái buổi mà cả vài trăm người với vài ngàn người. Ở đây nó không phải là cái bom đó gì, ở đây không phải là cái BOM, nhưng mà ở đây là cái thế mạnh của Linh đó là trong cái vấn đề
online marketing. Thành ra Linh có một cái lớp để mà có thể thu hút cả ngàn người tham dự. Thành ra ở đây đó mình sẽ không vô chi tiết, tại vì cái lớp đó là cái thế mạnh của Linh. Mình chỉ muốn nói là mỗi anh chị em đều có cái thế mạnh riêng của mình. Vấn đề là mình tập trung vào cái thế mạnh của mình để mà mình thu hút người ta vào anh chị ạ, để rồi sau đó rồi mình sàng lọc. Thành ra Linh có thể nói tại vì sao mình chú rất thận trọng bữa hôm nay đó, và một số anh chị cũng hiểu anh chị, mình cũng rào đón trước sau một chút xíu để một số anh chị đừng có hiểu lầm. Tức là mình không khuyến khích tất cả mọi anh chị đều nhảy vào và làm online marketing hay là dùng social media anh chị nha. Mình vẫn theo cái nguyên tắc mà gì, mình dùng sản phẩm. Điều đó Linh có dùng sản phẩm, thậm chí là Linh đã dùng cái đó cho trường hợp mẹ của Linh ấy. Và Linh có cái niềm tin rất lớn vào cái sản phẩm. Cái thứ hai là chia sẻ với người khác, mình chia sẻ kiểu khác, chú chia sẻ theo cái cách riêng của chú, tại vì chú có cái thế mạnh riêng và Linh có cái thế mạnh riêng ấy. Những người trẻ có cái thế mạnh riêng, một số mấy anh chị có cái thế mạnh riêng của mình. Thậm chí bây giờ đó, Linh làm thành công quá, nhưng mà em bây giờ em tới 50 mấy tuổi rồi, em không có rành social media, thôi chắc nuôi sinh không phải của em. Cái điều đó nó không đúng mà vậy. Thành ra đó, cái vấn đề chia sẻ tiếp cận như thế nào, dùng cái thế mạnh riêng của mỗi người, và hiện nay Linh đang dùng cái social media, Linh đang dùng cái online marketing để có thể thu hút và tiêu thụ cái sản phẩm mình vậy. Chứ còn mình không khuyến khích tất cả mọi người nhảy vào cái chuyện mà Linh đang làm hiện nay. Nó phải mình muốn mấy anh chị lấy được cái ý mà vậy. Cái ý Linh tại sao Linh làm cái Linh đang làm, và cái hay chỗ nào mà anh chị và mấy anh chị ứng dụng. Mà thành ra ở đây đó, Linh không có làm cái bomb, tức là cái business presentation để rồi thu hút 1.000 người mấy anh chị, không? Nhưng mà cái thế mạnh của Linh là online marketing. Linh mở những cái lớp dạy về online marketing, tập trung bán hàng cho người giàu và người siêu giàu, và do đó Linh thu hút cả ngàn người trẻ mấy anh chị. Thành ra đó là cái cách mà vậy, để mà mình để chú muốn trả lời cái câu này cho một số mấy anh chị là tại sao Linh có thể thu hút được 1.000 người, hay là tại sao Linh có thể thu hút 500 người, 700 người, 300 người và nghe trong cái nhóm của Linh. Không biết Linh có thể nói thêm về chút xíu về cái đó không Linh nè, làm thế nào để Linh có thu hút rất nhiều người? À, để mà nhiều người như vậy là hồi đầu là cháu làm một lớp của cháu là chỉ có khoảng 20 người thôi. Là lúc mà bắt đầu cháu làm á, là cháu chỉ có khoảng 20 người thôi. Sau đó là cháu mới áp dụng theo đúng cô Nga luôn nói với cháu là 1 cộng 1 chứ 1 cộng 1, 1 cộng 1. Thì khi mà cháu làm, cháu luôn nói là 1 cộng 5. Đó chính là 1 cộng 10. Cháu luôn luôn nói với đội ngũ của mình là 1 cộng 5, 1 cộng 10. Lúc mà cô Nga gặp lần đầu tiên mà nói cháu là em tháng này phải lên executive, thì trong đầu cháu nghĩ là tháng này mình phải lên team elite. Đó là mình sẽ luôn đặt một cái mục tiêu nó lớn hơn, thì lúc đó nó sẽ thúc đẩy mình làm việc nó quyết liệt hơn. Và tất cả nếu mà chú gặp mọi người là thường là trong đội ngũ của cháu đều là những người mà đã quen cháu từ trước rồi. Đó. Gần như là cháu cái online marketing nó chỉ là một phần thôi, nhưng cái phần lớn vẫn là từ cái mối quan hệ của cháu. Và cháu thấy rằng là đối với Nu Skin đây là một cái sản phẩm nó rất chất lượng, nó rất tốt rồi. Vậy thì vì một cái mà làm cho mọi người không dám làm, đó là nó dính đến cái chữ đó là MLM, đó là dính đến cái chữ đa cấp mà mọi người cảm thấy ngại thôi. Nhưng nếu mà mình bỏ qua cái từ đó đi thì nó sẽ khác. Nên là khi cháu gặp mọi người và cháu nói là cháu đang thấy một cái cơ hội ở Nu Skin và đang bán cái sản phẩm này, thì mọi người nói rằng là ôi cái này Nu Skin biết rồi, nó là đa cấp mà. Thì cháu nói rằng là bây giờ bỏ qua cái chuyện đa cấp đi, bây giờ mình xem đây có phải là một cái sản phẩm tốt không đã. Rồi bây giờ cháu mới đưa cho họ, nói họ mua một vài sản phẩm để sử dụng dùng. Và khi mà họ dùng thì họ thấy tốt, thì bắt đầu mình mới nói về việc là mình bán cái sản phẩm này nó như thế nào. Thì tùy vào mỗi người thì cháu hướng dẫn cho cách họ bán. Ví dụ như cái trường hợp của bạn Sang và bạn Hiền ấy, thì cháu hướng dẫn cho hai bạn này là về cái cách mà bán hàng thông qua điện thoại. Đó. Thông qua điện thoại rồi những cái đi ra ngoài, rồi khi mình gặp người ta mình cũng nói chuyện về bán hàng. Ví dụ như cháu đi ra quán ăn chẳng hạn, người ta hỏi là ôi cháu làm cái gì, thì cháu mới hỏi là ví dụ như cô đó là cô khoảng 50 tuổi chẳng hạn, thì cháu nói là cháu bán những cái sản phẩm mà nó sẽ giúp cho cô là giảm mờ đi vết nhăn ở nơi khóe mắt và cái khóe miệng. Cháu chủ yếu tập trung vào việc là bán hàng là chủ yếu. Và thì khi mà mình tập trung vào bán hàng và mình hướng dẫn cho mọi người về cách bán hàng thì nó hiệu quả. Còn cái internet marketing nó chủ yếu là một cái kênh để giúp mình kết nối mọi người lại với nhau, thì tất cả mọi người đều có thể làm được cái điều đó. Thì cái tháng đầu tiên là cháu chỉ có khoảng 10 bạn, 20 bạn. Emerald là lúc đó là cháu được khoảng 8
8 người. Thì bắt đầu cháu hướng dẫn cho những người này làm trước. Có làm cháu mở một lớp khoảng 20 người nhưng lọc ra được khoảng 8 người. Sau đó rồi bắt đầu cháu mới cũng hướng dẫn những người này là họ tiếp tục. Mình sẽ chiêu sinh những cái lớp mới, bắt đầu mình lại hướng dẫn tiếp. Rồi bắt đầu lớp nó cứ phình ra, phình ra, phình ra, phình ra. Thì đến mãi tháng 9 này này thì cháu mới làm được một cái hội thảo đó là 1.000 người được. Đó. Thì nhưng khi mà 1.000 người thì mọi người cứ tập trung vô tuyển dụng quá thì cái việc mà bán hàng nó sẽ bị giảm xuống. Nên sang tháng 10 thì bọn cháu sẽ tập trung vô việc bán hàng. Bởi vì cháu nhận ra thấy rằng là tập trung vô việc bán hàng thì việc tuyển dụng nó sẽ trở nên nó rất dễ dàng. Bởi vì cái khi mà mọi người bán hàng ra doanh số thì mọi người sẽ hỏi bạn bè của mình sẽ hỏi là ôn bạn bán cái này là bán thế nào, làm sao để bán được cái sản phẩm đó, sản phẩm này có chất lượng hay không, thì lúc đó mình sẽ nói cho họ, thì lúc đó nó sẽ trở nên nó dễ dàng hơn chút. Nó thêm một chuyện, một số anh chị nào có câu hỏi mà anh chị ghi vào phía dưới mà anh chị nhé, để sẵn dịp mình sẽ lựa một vài cái câu tiêu biểu. Cái mà điều mà ở đây đó Linh biết đó là ở trong cái network marketing này, nó cái chữ bán hàng là cái chữ mà hình như mọi người đều kỵ, và chú cũng không hiểu nữa. Nhiều khi mình hay sợ ai nói ủa có vào và network marketing có phải đi bán hàng, thì cái phản ứng tự nhiên nó cái này không phải đi bán hàng, cái này mình chỉ chia sẻ thôi. Thì đương nhiên những cái nguyên tắc của nó là gì, mình không phải là bán hàng, ở đây có nghĩa là mình mua rồi mình cầm sản phẩm đó mình đi bán. Dĩ nhiên cái hình ảnh đó nó không phải là cái hình ảnh mà cái nhiều người người ta mong muốn. Nhưng mà cái điều mình có thể chia sẻ với mấy anh chị là sau khi quan sát cái điều mà Linh và một xóm trẻ mấy anh chị, đây là những người trẻ và những người này cái chuyện mà bán hàng đó, nó là một cái chuyện rất bình thường mấy anh chị, và đặc biệt là mua sỉ và bán lẻ để người ta có cái thu nhập. Hay là cái điều mà chú muốn hỏi Linh đó là hình như ở đây nhà phân phối đã làm ra tiền rồi. Từ không phải là executive hay là ruby mới làm ra tiền mấy chị nha, nhà phân phối người ta đã làm ra tiền rồi. Thành ra chú muốn Linh xác nhận lại thêm một lần nữa đó, cái mục tiêu của mình là kinh doanh đúng không ạ, mục tiêu của Dạ mình đúng là rồi. mà kinh doanh thì phải làm ra lợi nhuận mấy chị, và đó là lý do tại sao Linh thu hút được một cái đội ngũ trẻ đồng thời có năng lực mấy chị, và đồng thời cái cuối cùng là gì mấy chị, đem sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Chú cũng không cần biết là bán hay không bán, nhưng mà ai là người đưa cái sản phẩm tới tay người tiêu dùng nhiều nhất mấy chị, thì mình nghĩ người đó là người sẽ thành công trong kinh doanh. Thật ra Linh Linh có thể nói là cái vấn đề mà một vài cái trường hợp mà chú nghe đó là những người nhà phân phối thôi, chưa phải là executive, nhưng mà mỗi ngày người ta cũng vẫn làm ra tiền được. Cái đó là cái mình muốn nghe mấy anh chị. Có thể Linh chia sẻ thêm. Ở trong đội của cháu thì có rất nhiều bạn là một ngày họ cứ tập trung vào bán những cái sản phẩm mà dễ bán như kem đánh răng và lăn khử mùi thôi. Đó là hai cái sản phẩm mà hiệu quả và mình thấy rõ mà rất dễ bán, là những cái sản phẩm dưới 1 triệu ấy. Thì khi mà việc mình ra thuyết phục người ta, đó là một điều nó cực kỳ dễ. Thì đó là thì trong cái nguyên tắc kinh doanh thì cháu có 4 bước để mà mình làm về kinh doanh ấy. Cái đầu tiên mình phải là một người bán hàng đã. Ví dụ như hồi đầu á, cháu cũng kêu mọi người bán nhưng không ai chịu bán cả, gần như là doanh số nó không có, thì cháu mới quay một cái video clip nói thôi bây giờ mọi người anh em không bán để tôi bán. Thì bắt đầu cháu bán kem đánh răng trước. Khi mà cháu bán kem đánh răng mà ra cứ ngày mấy trăm cái tip kem đánh răng á, thì bắt đầu mọi người thấy ồ kem đánh răng bán dễ thế à, thế bắt đầu cháu lại hướng dẫn cho mọi người bán kem đánh răng. Sau khi mà mọi người bán kem đánh răng xong đó thì có nhiều bạn nói rằng là ở chắc chỉ có kem đánh răng bán được thôi. Thì bắt đầu cháu mới lấy lăn khử mùi ra, bắt đầu cháu quay video clip và cháu lại bán lăn khử mùi tiếp. Thì lăn khử mùi lại bán được tiếp, thì mọi người nói là à chắc là lăn khử mùi được. Thì bắt đầu đưa cho mọi người về sửa rửa mặt. Sửa rửa mặt thì mọi người nói rằng là à sửa rửa mặt thì khó bán hơn. Rồi nói chung là họ sẽ tìm đủ mọi cái lý do để nói rằng là mình không bán được hàng. Thì sau đó cháu quay cái sửa rửa mặt đó. Và sau đó cháu bán về sửa rửa mặt thì mọi người nói à sửa rửa mặt lại bán được. Nói chung là cái quan trọng đó là bản thân mình là một leader thì mình phải làm trước đã, mình phải chứng minh được đã, sau rồi bắt đầu mình mới hướng dẫn lại cho mọi người là cách bán cái hàng đó như thế nào, thì mọi người cứ thế là theo là bán. Và thì đó là cái, nên là cái đầu tiên mình phải trở thành một người bán hàng. Sau khi mình bán hàng hiệu quả và mình có kết quả đó, thì khi mà ra ngoài thì mình nói là à đây là cách tôi bán, tôi làm bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì, bước 4 là gì, cho họ thấy những cái bước cụ thể thì họ thấy à cái cách này là họ có thể làm được. Rồi cái thứ thứ hai ấy, đó bắt đầu mình mới tuyển team. Khi mình tuyển team thì mình bắt đầu mình sẽ phải dạy lại cho họ, là bước thứ ba là mình phải dạy. Nhưng để dạy cho họ thì mình phải làm nó thành một cái quy trình chuẩn, giống như cái hệ thống số 7 là mình phải có một cái system ấy, một cái quy trình chuẩn. Ví dụ như cháu hướng dẫn cho họ là khi gọi điện cho khách hàng thì mình phải chào là gì, ví dụ như alo dạ cho hỏi đây có phải là chú Đinh không,
thì bắt đầu mình sẽ tập cho mọi người về một cái cách gọi điện, một cách mà tư vấn cho khách hàng. Thì hay là khi mà mình bước ra ngoài thì mình cũng sẽ có cái cách mà khi mình khách hàng hỏi thì mình phải trả lời như thế nào, rồi mình trả lời về công việc của mình ra sao, rồi mình bán hàng cho họ như thế nào, sau khi họ mua sản phẩm một thì mình bán sản phẩm hai như thế nào, rồi bán sản phẩm ba sao, bán sản phẩm tư là sao. Thì cái đội của cháu là chủ yếu là tập trung vào việc bán hàng là chính, và cháu lọc ra những người mà ta có một cái sở thích đó, sở thích về bán hàng. Và khi cháu hướng dẫn cho mọi người là vì mọi người thường hay có một cái cảm giác là khi mình bán hàng và mình hưởng trên người như vậy có một cái cảm giác giống như là lừa, mọi người hay có cái cảm giác như thế. Nhưng mình không hiểu cái điều là mình đang cung cấp cho họ cái sản phẩm rất tốt, giá này rất đẹp. Bởi vì nếu như mình vào các trung tâm thương mại mình thấy sản phẩm tương xứng với của Nuskin thì giá mắc gấp 5, thậm chí là gấp 10 của Nuskin, mà họ vẫn bán. Và khi khách hàng họ mua họ vẫn cảm thấy rất vui, họ cảm thấy rất hài lòng. Thì bản thân mình phải hiểu được là cái hành vi tiêu dùng của khách hàng người đầu là họ sẽ cảm thấy rất vui nếu họ có được một cái sản phẩm chất lượng, một sản phẩm tốt. Thì bản thân mình thấy một cái sản phẩm tốt như vậy thì mình phải hướng dẫn, mình phải chia sẻ cho khách hàng của mình. Nhưng cái cách mình tiếp cận ấy, đó là cái quan trọng. Bởi vì thường mọi người sợ đó là vì cái cách tiếp cận của khách hàng của mình là một cách giống như là những người bán số là tôi có sản phẩm này hay lắm, sản phẩm này chất lượng lắm, nhưng không cho hiểu là tại sao cái sản phẩm này nó lại chất lượng. Thì cháu thường sẽ bằng cách là ví dụ như gặp một người bạn của mình chẳng hạn, cháu thấy da của họ sạm đi đó, thì cháu nói là thức khuya nhiều đúng không, cháu nói không. Có thể đường truyền ở Việt Nam hơi yếu một chút xíu. Không biết Linh Linh còn nghe chú. Hello. Linh, ok. Cháu nói không, tôi vẫn thức khuya chỉ một mùa một ít thôi. Thì cháu mới hỏi tiếp là thế là cậu chú nghe được. Thế cháu mới hỏi là cậu làm việc có thức khuya hay không? Thế là cháu hỏi những cái câu hỏi để tìm ra cái vấn đề của họ. Ok. Chú nghe Linh nhưng mà có chữ mất chữ còn chút xíu. Dạ chú nghe được không? Rồi, nghe được, nghe lại. Alo. Ok, nghe Linh. Alo. Bây giờ nghe tôi mà. Thì cháu tập trung vào việc mà kỹ năng về bán hàng. Alo. Chú nghe. Alo. Dạ. Thì cháu chủ yếu là tập trung vào cái việc mà kỹ năng về bán hàng và sau đó viết nó thành một cái quy trình bán hàng và hướng dẫn lại cho đội ngũ của mình. Và cháu luôn nói với mọi người là hãy quên cái việc đó là công ty của mình là công ty gì, mà mình chỉ tập trung vào cái chất lượng của sản phẩm thôi. Và bởi vì nếu mà mình không phải phân phối sản phẩm Nuskin thì mình vẫn phân phối những cái sản phẩm khác, và mình thử so sánh những cái sản phẩm khác nó có đạt được cái chất lượng giống như của Nuskin hay không. Và nếu giả sử những cái sản phẩm của Nuskin không phải là của một công ty đa cấp, là một của một cái công ty bình thường, thì mọi người có phải là vẫn lấy bán không? Và thậm chí là mình lấy những sản phẩm trôi nổi ở ngoài nó không có một kiểm chứng về chất lượng, thì cái đó mới là cái nguy hiểm hơn, mà mọi người vẫn thường xuyên bán, mọi người vẫn thường xuyên phân phối. Thì thay vì mình phân phối những sản phẩm đó, mình cộng một cái sản phẩm chất lượng mà có một cái giá thành nó rất rẻ như của Nuskin phân phối thì nó có phải tốt hơn không? Thì khi mọi người cứ tập trung vào cái việc đó thì nó lại trở nên nó hiệu quả. Và trong lúc đó bình thường nếu mà mình phân phối những sản phẩm bình thường khác á, thì một khách hàng mà người ta mua cái nhà phân phối đó, họ mua xong đó bạn bè hỏi họ tìm được cái cách bán của một cái sản phẩm khác rồi, thì sau đó họ tách ra riêng và họ trở thành đối thủ. Nhưng ở Nuskin thì họ lại đảm bảo được quyền lợi cho mình, thì thế thì tại sao mình lại không dùng cái sản phẩm Nuskin để mình phân phối, mình không chọn cái sản phẩm Nuskin để mình bán? Ok, câu hỏi kế tiếp này Linh, cái này là cái mà chú đang mong chờ. Tức là liệu Linh ở Việt Nam bây giờ với cái vòng tay của mình qua Mỹ, qua châu Âu, qua nhiều quốc gia khác. Chú nhớ là Linh có nói là Linh qua test thử đó, thì được cái phản hồi khá tích cực từ thị trường Mỹ. Linh có thể chia sẻ những cái điều mà Linh đang làm, Linh bây giờ để cái tính khả thi khi Linh phát triển cái thị trường khắp cả thế giới. Khi mà cháu thử gửi những cái sản phẩm của về video của cháu nói về kem đánh răng lăn khử mùi R2 hay là về máy Galvanic Spa đấy,
Thì cháu gửi cho những người Việt Nam mình ở Mỹ này, hay là ở Đức, rồi ở Anh, thì gần như mọi người đều không biết đây là sản phẩm Nu Skin, mà mọi người hỏi là ố cái có sản phẩm tốt như thế này mà sao không thấy quảng cáo nhỉ, không thấy bán nhỉ. Thì cháu mới nói là bây giờ tốt vậy thì bây giờ em mới gửi cho chị đấy. Dạ. Thế là cháu thấy là cả 1.000 người thì may ra có được khoảng một vài người người ta biết về Nu Skin, còn lại gần như là người ta không biết và người ta vẫn quan tâm về sản phẩm này rất nhiều. Thì đương nhiên khi mà nói về sản phẩm mà nhất là sản phẩm kem đánh răng, bây giờ chú muốn làm cái này cho nó vui nha. Tức là Dạ. một cái video clip của Linh nói về kem đánh răng đó thì Linh sẽ nói gì, tại vì có nhiều anh chị nghe trong chương trình hôm nay, mấy anh chị chưa bao giờ thấy cái video clip của Linh nói về kem đánh răng. Thì bây giờ đó, sẵn ở đây Linh à, nếu mà Linh giới thiệu về cái kem đánh răng thì Linh sẽ nói như thế nào? Ngắn thôi. Dạ. Thì thường là cháu sẽ bắt đầu từ cái vấn đề là cháu sẽ hỏi phải mình phải có đầu tiên là mình phải có một cái lý do vì sao mình làm video clip này. Thì mình nói là xin chào tất cả các bạn. Gần đây thì có rất nhiều bạn hỏi Linh là sao Linh có lại hàm răng của mình lại trắng như thế. Thì cháu bắt đầu là cháu sẽ đưa ra một cái lý do là vì sao mình làm cái video clip này. Thì sau đó cháu mới nói rằng là đây là một cái điều nó thuộc về cái cá nhân, cái tế nhị rồi. Nhưng khi mà nhiều người hỏi quá thì Linh mới chia sẻ. Thực ra thì trước đây Linh răng, các bạn thấy là răng của Linh to, nhưng vì Linh hay uống cà phê này thì nó làm cho răng của mình nó bị vàng, nó bị vì vết ố của cà phê đó nó làm cho răng của mình nó vàng. Và thứ hai nữa là cái mảng bám nó nhiều, khi mà mảng bám nhiều thì đến buổi trưa là mình sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu, và khi mình bị cảm thấy rơi vào cái tình trạng nó khó chịu như vậy đó thì mình sẽ ăn cơm nó không còn được ngon nữa, và mỗi lần mình đánh răng mình sẽ thường bị cảm thấy đó là buồn nôn. Thế đó là cái vấn đề của Linh. Và sau khi mà mình bị mảng bám nhiều đó, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là rất rất dễ bị sâu răng. Thì sau này Linh cũng đã tìm đến những cái việc mà dùng đến nha khoa là đi đi cạo cái mảng bám răng á. Thì mỗi lần mà cạo như thế thì nó rất là đau răng và nó làm cho răng của mình ê buốt. Và hồi đầu thì răng của mình nó bị sâu chỉ một cái thôi, nhưng khi mà đi đi cạo vôi răng ra thì nó bị mất men răng. Mà mất men răng thì mình lại về sau đó 6 tháng sau mình quay lại mình cái phòng khám á, thì họ báo là mình là bây giờ mình bị 7 cái răng bị sâu. Thì có nghĩa là cái việc mà cạo vôi răng nó sẽ làm nhìn cho mình được sạch, nó nhìn được cho mình sáng được chút, nhưng nó bù lại đó làm cho mình bị sâu cái 7 cái răng luôn. Thì đó là một cái biện pháp nó rất là nguy hiểm. Và cái thứ hai nữa là mình đưa vào trong cái miệng của mình nó rất nhiều hóa chất, và răng của mình xuyên suốt một thời gian bị ê buốt. Thì lúc đó mình mới tìm hiểu là vậy thì làm thế nào để mà mình có thể có hàm răng nó trắng, nó sáng và nó không bị mảng bám và nó vẫn còn có không bị sâu răng. Thì sau đó Linh đã được một người bạn giới thiệu về cái kem đánh răng AP24. Thì lúc đó cháu đưa cái kem đánh răng AP24. Thì kem đánh răng AP24 này thì được chiết xuất 100% từ thiên nhiên và nó giúp cho mình đánh sạch mảng bám. Thì cái đoạn này đó là cái đoạn mà lúc nãy giờ cháu nói, đó là cháu sẽ nói về một loạt các vấn đề mà khách hàng mắc phải. Thì khi mà cháu nói một loạt vấn đề đó thì đồng nghĩa với việc là cháu sẽ đi đồng cảm cùng với khách hàng, và cái câu chuyện đó cũng là câu chuyện của cháu thực luôn. Thì sẽ đồng cảm được với khách hàng và khách hàng người ta họ sẽ cảm thấy thế là cái ông này ông cũng bị như giống như mình. Thì mà rõ ràng là cháu hồi xưa cháu cũng bị đúng như vậy luôn. Thì khi mà dùng kem đánh răng của mình thì nó tốt hơn rồi. Cái thứ hai bắt đầu cháu mới kể tiếp cái câu chuyện là của chị Nam Phương. Chị Nam Phương nói là hồi xưa chị Nam Phương cũng bị hôi miệng, nhưng sau đó đánh răng của kem đánh răng AP24 là trong vòng 3 tháng thì bắt đầu cái tình trạng hôi miệng nó hết dần. Thì sau đó cháu cũng nói là và mình cũng khi mà mình dùng kem đánh răng này thì mình có một người bạn và bị cái tình trạng đó là hôi miệng. Và khi mà dùng cái kem đánh răng này xong thì một thời gian sau 3 tháng thì cái người bạn của mình cũng đã hết hôi miệng rồi. Thì cháu lồng vô những cái câu chuyện đó. Và lúc đó cháu nói rằng là đó là một cái video đầu tiên, rồi sau đó cháu chia sẻ thêm một cái video khác nữa. Đó là cháu nói là hiện nay tình trạng tại sao chúng ta bị ung thư nhiều, ung thư thực quản nhiều đó. Cái việc mà chúng ta bị ung thư thực quản nhiều là do cái việc mà chúng ta đưa hóa chất vào nhiều. Và một trong những yếu tố mà chúng ta đưa hóa chất vào nhiều đó là chúng ta dùng cái kem đánh răng mà nó chứa hoàn toàn từ hóa chất. Và chúng ta nhìn những cái kem đánh răng, vậy thì làm sao để biết được kem đánh răng nào hóa chất và kem đánh răng nào là hoàn toàn thiên nhiên, và kem đánh răng như thế nào là tốt và kem đánh răng như thế nào là không tốt. Thì chúng ta thấy là có một cái quy ước quốc tế, đó là những cái kem đánh răng nào có vạch màu đen có nghĩa là hoàn toàn từ hóa chất, có vạch màu đỏ có nghĩa là vừa hóa chất mà vừa thiên nhiên. Nhưng nếu nó được màu xanh thì nó màu xanh là cây ấy, là 100% từ thiên nhiên, còn màu xanh dương là nó hoàn toàn vừa là thiên nhiên mà vừa là thảo dược. Vậy thì nếu như chúng ta dùng kem đánh răng mà nó màu đen ấy,
thì nó là hoàn toàn hóa chất và nó cũng dẫn đến tình trạng là chúng ta buồn nôn, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta cảm thấy đánh và nó bị nhảm nhá. Và thì khi mà khách hàng dùng các loại kem đánh răng thông thường thì họ luôn có một cái tình trạng đó và có cái cảm giác đó, thì họ sẽ nói à đúng 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 rồi, là cái vấn đề tôi đang mắc phải. Vậy thì bây giờ là cái kem đánh răng của bạn như thế nào, là cái tâm lý và cái suy nghĩ của khách hàng như vậy, thì lúc đó cháu mới nói là à và Linh đã tìm được cái loại kem đánh răng của AP24 nó chiết xuất 100%. Thì tuy nhiên thì khi mà Linh đánh, Linh cảm thấy nó rất là dễ chịu, nó cảm thấy nó rất thoải mái, nó rất là nhẹ nhàng. Thì khi mà cháu quay những đoạn video clip như thế thì họ cảm thấy rằng là một cái giá trị mà họ nhận được từ cái sản phẩm kem đánh răng mà giúp cho họ bảo vệ được về sức khỏe. Nên là cái trong tất cả những video của cháu làm đó là đều tập trung vào mang một giá trị gì đó cho khách hàng. Thì khi khách hàng mà họ nhận được những giá trị đó thì họ share ra rất nhiều. Thì nếu mà chú xem những cái video của cháu đấy thì khách hàng họ share ra rất là nhiều, họ share ra rất là nhiều luôn. Đó. Thì hồi đầu thì cháu còn nói giá nhưng sau này công ty nói là không được nói giá thì cháu phải làm lại một cái video clip khác mà không nói giá. Ok mấy gì mình nghĩ là cái vấn đề là cái nội dung mình chia sẻ cái câu chuyện thật của mình nên chị ạ. Linh hàm răng Linh phải trắng thì Linh mới nói được cái chuyện đó, thành ra nó cũng ứng dụng những cái nguyên tắc rất căn bản mà chị. Mình dùng sản phẩm rồi mình chia sẻ với người khác, rồi chia sẻ thì có nhiều cách thức, nhiều hình thức khác nhau mà chị, mà Linh dùng những cái mà nhiều nãy giờ mà chị nói này. Thành ra ở Rồi đây cháu dùng sữa rửa mặt, rồi cháu nói về sữa rửa mặt. sẽ rửa mặt tức là cái Cháu tâm nói lý này. Rồi nhiều thứ khác mà gì, Linh Linh dùng cái sản phẩm rồi chia sẻ với người khác bằng những cái nội dung và qua cái phương tiện về online hay là social marketing, những cái trang Facebook mình đi khắp mọi nơi. Bây giờ là Linh Linh có thể nói về cái kế hoạch sắp tới của Linh Linh có thể phát triển ở thị trường thế giới ra sao không Linh à? Để cho một số dạ. mình nghĩ đây là cái niềm hy vọng rất lớn mà chị. Tuổi trẻ Việt Nam hiện nay đang làm một cái kỳ tích mà mình nghĩ là nó sẽ mang lại những cái tiếng vang rất lớn, và mình rất hãnh diện về cái điều này. Ok luôn. Thì tất cả cái team của cháu thì bọn cháu vẫn luôn luôn nói với nhau rằng là Việt Nam nó là một cái thị trường nó quá nhỏ bé và không phải nơi để mà mình phát triển mạnh ở đây. Bởi vì mình bán ở cái thị trường Việt Nam á, mình chỉ cần tuyển khoảng tầm 200 đến 500 bạn mà trẻ đó, xong đó mình đi một cái hành trình đó là xuyên Việt và bắt đầu mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn, coi giống như là cái việc mình bán hàng một cách truyền thống ấy, là mình cứ gặp ai mình cứ chia sẻ, mình gặp ai mình cứ bán hàng, thì cái việc đó nó sẽ trở nên nó rất dễ dàng. Nhưng với người Việt của mình vẫn phải thách thức bản thân mình hơn, đó là mình phải bước ra thế giới. Thì cái nước đầu tiên mà bọn cháu tiến tới đó là về Indonesia. Thì cháu đã đặt là cái ngày 29 tháng 9 này là bọn cháu đi sang Jakarta của Indonesia và bắt đầu sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người về online marketing ở bên đó. Thì cái cách mà bọn cháu để tiếp cận với mọi người đó là sẽ tập trung hướng dẫn cho mọi người về cái online marketing. Thì với online marketing, khi mà mình giúp được cho họ, cái có những người họ đến với bọn cháu á, là đầu tiên là họ sẽ học cái online marketing để về họ áp dụng cho công việc của cháu, của họ, và bọn cháu sẵn sàng chia sẻ và cháu nói rằng là kể cả họ bán hàng của họ hay là bán hàng của cháu thì bọn cháu đều sẵn sàng giúp đỡ cho họ một cách nhiệt tình, giúp đỡ họ hết mình. Và khi bọn cháu mang một cái tư tưởng là đến với một cái suy nghĩ đó là giúp họ mà không quan tâm đến là họ có làm mình với mình hay không làm với mình, thì họ sẽ cảm nhận được là cái giá trị, những cái mà cái tấm lòng của mình đó là mình muốn sẵn sàng mình cho đi, mình sẵn sàng mình giúp đỡ cho họ đó. Thì sau đó họ sẽ quan tâm là hỏi có thể cái sản phẩm của anh thì như thế nào, em muốn bán cửa hàng của anh thì có được không. Thì có là mình cho đi, thì khi mà mình cho đi đó, thì họ sẽ quay lại là họ sẽ tìm cách, họ sẽ giúp lại mình một cái gì đó, thì họ họ mua sản phẩm của mình rồi họ bán hàng của mình rồi, có là mình cho đi rồi họ sẽ mình sẽ nhận lại được một cái gì đó. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều quay lại mà chỉ có một phần nào đó thôi, nhưng một cái phần nào đó mà nó đóng góp cho việc phát triển của mình cũng là một điều rất tốt ạ. Ok rồi, rất vui là có sự chia sẻ của Linh hôm nay mấy anh chị. Đương nhiên thì nó không phải là lần duy nhất, trong tương lai đó thì chú cũng hy vọng là có thể là có một số mấy anh chị có thể theo dõi thêm và đồng thời rút ra được nhiều cái bài học. Và mình hy vọng là trong cái chương trình ngày hôm nay mấy anh chị rút tỉa ra được một vài cái để chú có thể tóm tắt chút xíu nữa một số mấy anh em. Thứ nhất là cái mình tập trung vào những người muốn làm. Cái thứ hai mấy anh chị, bán hàng nó không phải là cái điều xấu như Linh vừa mới nói. Mình hình như mình nghĩ là mình bán thì hình như người ta bị mua, hay là mình không mang lại cái giá trị cho người ta mấy anh chị, hoặc người ta bị áp đặt. Nó không phải vậy. Rõ ràng là cái kem đánh răng là những cái sản phẩm mà Linh đang dùng này, mình rất tự hào là mình mang cái giá trị của sản phẩm tới người khác mấy anh chị. Thành ra cái việc mà mình bán hàng nó không xấu,
Và trong kinh doanh mà gì ha, cái điểm cuối cùng nó cũng vẫn là cái kết quả mà gì, điểm cuối cùng cũng vẫn là làm sao để mang sản phẩm tới tay người tiêu dùng mà gì. Mình mấy anh chị có thể bận rộn suốt cả ngày nhưng mà cuối cùng là gì, không có doanh số. Thì điều đó nó cũng không mang lại cái kết quả mà gì. Mình không nói là trong cái kết quả trong kinh doanh nha. Cái này là mình chia sẻ cái sản phẩm tới tay người tiêu dùng mà mình không có điểm, không có doanh số, có nghĩa là khách hàng người ta không có dịp sử dụng cái sản phẩm đó gì. Thế nên mình nghĩ là Linh và đồng thời một số mấy anh chị trẻ hiện nay đó đang định nghĩa lại một vài cái hình ảnh, một vài cái gì đó mà lâu nay có thể một số anh em mình không nhìn thấy rõ mà gì. Thành ra mình rất vui và đồng thời mình tin rằng với cái sự thành công của Lê Chí Linh trong vòng một thời gian ngắn đó, nó đặt lại một cái tiêu chuẩn mới mà gì. Blue Diamond không phải là 4 năm, 5 năm, không phải là 3 năm, 2 năm anh chị. Có thể vài tháng, dĩ nhiên là không phải ai cũng làm được. Nhưng mà hay là Ruby có thể là 1, 2, 3 tháng mà gì. Và cái thị trường của một số mấy anh chị, nó không phải chỉ là cái vùng mình đang ở mà chị, nó là cả thế giới. Và đồng thời phải nói là cái tương lai của Nuxin nó nằm ở những cái người ở thế hệ trẻ mà chị, đặc biệt là cái thế hệ mà mình gọi là thế hệ thiên niên kỷ, là những người trẻ. Baby boomer là những người mà người ta có thể sử dụng sản phẩm. Và mình tin rằng và mình hy vọng á gì, phải nói là chú đại diện cho một số mấy anh chị làm Nuxin hoặc là làm network marketing một thời gian khá lâu này. Chú nhìn những cái người trẻ như Lê Chí Linh hiện nay, nó là một cái niềm hy vọng rất lớn là gì á, cho mở đường cho cả một cái thế hệ, là một cái lực lượng lao động hiện nay đang ở Việt Nam trên 50% là những người dưới 30-35 tuổi mà gì. Đây là những người ta cần có một cái cơ hội. Mình tin rằng Nuskin mở cửa thị trường Việt Nam để một số anh chị Việt Nam mình có thể đi ra ngoài và khai thác cái thị trường thế giới mà gì, mang lại cái đời sống sung túc, mang lại cái sự tự do về vấn đề tài chính. Và cái đó là một trong những cái sứ mệnh mà chú tin rằng Linh hiện nay đang làm việc đó. Thật ra chú cũng kỳ vọng là Linh cũng giống như một số anh em trẻ khác đã nghe cái chương trình ngày hôm nay, mấy anh chị mình tiếp tục những cái chuyện mình đang làm với cả một cái niềm đam mê. Và mấy anh chị nên có một cái giấc mơ lớn hơn mấy anh chị. Khi mà chị Nga nói với Linh là lên executive đó, thì Linh chỉ nghĩ một chuyện là làm thế nào để trở thành team lead. Chú là chú khoái cái gì vậy? Tại vì cái giấc mơ của mình nó hoàn toàn nó không có giới hạn mấy anh chị. Nó giới hạn hay không giới hạn nó là do mình thôi. Thành ra một cái lời sau cùng là chú muốn dành cho Linh đó, để kết thúc cái webinar ngày hôm nay đó, Linh có thể có một cái lời gì đó cho cái giới trẻ hay là giới nào cũng được, tùy Linh. Linh có một cái thông điệp gì đó qua 5 tháng với lại Nuxin đó, Linh có thể thấy cái gì đó và Linh kỳ vọng gì, có thể Linh nên chia sẻ với một số anh chị. Cháu có một cái câu chuyện muốn kể. Để cái thông qua cái câu chuyện đó thì cũng có nhiều cái thông điệp ở trong đó, mà cái đó là cái mà câu chuyện mà thường cháu hay dùng để cho bản thân mình ấy. Có là ngày xưa có một cái vị hiền triết ở trên núi ấy, thì sau đó có một cái mà được rất nhiều người họ ngưỡng mộ và họ tôn trọng. Thì sau đó là có một cái chàng thanh niên lên trên cái ngọn núi đó và hỏi cái vị hiền triết đó là làm thế nào để thành công, làm thế nào để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống đó. Thì người hiền triết đó mới kể cho cậu thanh niên một cái câu chuyện. Là ngày xưa là có một cái chàng thanh niên, cái chàng thanh niên này là họ bị bệnh tật và họ được bác sĩ chẩn đoán rằng là cậu này không thể sống được và chỉ còn một cái khoảng cách thời gian rất ngắn nữa là cậu sẽ chết thôi. Thì sau đó là cậu này thấy rằng là bây giờ dù sao là mình cũng đã sắp chết rồi, và mà lúc đó là đất nước của cậu đó là đang có chiến tranh, thì cậu này mới xin gia nhập vào quân đội. Và khi cậu này gia nhập vào quân đội đó thì cậu ta đánh trận rất là quyết liệt và xung phong vào những cái trận địa nó một cách mãnh liệt, có là cậu ta không quan tâm đến cái mạng sống của mình và cứ ra trận là cậu ta cứ tiến lên và đánh quyết liệt. Và sau khi mà cậu ta liên tục mà đánh và dẫn đầu cái đội quân và xông lên một cách bất khuất đó, thì cậu này đã cái đội quân của cậu này đã giành chiến thắng và sau đó quay trở về nước đó. Thì vị tướng quân của cái cậu này mới phong tặng cho cậu những cái danh hiệu nó cao quý nhất. Và sau đó để mà cái người vị tướng này cảm ơn cái người lính mà đã chiến đấu hết mình vì Tổ quốc đó, thì mới mời những cái vị bác sĩ giỏi nhất trong cái của đất nước này và đến chữa trị cho cậu ta để hết cái bệnh. Bởi vì cái người vị tướng nó không muốn là một cái người chiến sĩ gan dạ kiên cường như vậy lại có thể chết một cách sớm như thế.
Và sau khi cậu này đã được chữa trị và khỏi bệnh đấy, thì sau từ cái thời điểm đó thì cậu này không còn phải là một cái người chiến sĩ một cách dũng cảm, quyết liệt, một cách bất khuất, và những cái trận địa mà khó khăn nhất thì không thể còn thấy cậu này xuất hiện nữa. Thì lúc này vị tướng này mới nói với cậu này ấy, là lúc này mới cậu mới thực sự là đã chết rồi. Lúc này cậu mới đã thực sự chết rồi. Có nghĩa là khi mà bắt đầu con người mình là không đặt mình ở trạng thái ngày hôm nay là ngày của mình, là ngày cuối cùng để sống đó, thì con người mình sẽ làm việc nó rất là hời hợt, nó rất là chán. Thì cũng cái qua câu chuyện này là ở cách đây cũng khoảng 2 tháng trước, mà lúc mẹ cháu vào đây mà đang chữa bệnh ung thư đó, thì mẹ cháu uống thì mẹ cháu sợ là tốn cái mua của hàng của Nuskin này nên là mẹ cháu rất là tiếc tiền. Thì cháu mới nói với mẹ cháu là sớm muộn gì rồi mình cũng chết, có là sớm muộn gì bất kể một ai rồi cũng sẽ chết. Vậy thì cái quan trọng là trong cuộc sống này mình sống vì cái điều gì và tại sao mình sống trong cuộc đời này. Và mẹ có thấy con rằng là từ trước giờ con gặp rất nhiều khó khăn nhưng con vẫn có một cái tâm niệm đó là con không bao giờ bỏ cuộc, và con làm bất kỳ một việc gì con vẫn làm hết mình, con sống hết mình, và con luôn sống một cái cuộc sống nó vui tươi nhất. Và mỗi ngày con sống đó là một cái ngày mà con cảm thấy hạnh phúc nhất, và con làm việc là làm việc hết mình. Nên vì thế là cái có kể có bệnh hay không có bệnh thì mình cũng sẽ chết, và cái việc mà mình chết đó mình sẽ không biết bất kể lúc nào cả. Thay vì như vậy thì bây giờ mình hãy sống vui và mình làm hết mình. Những cái gì mình thích thì mình cứ làm, mình cảm thấy đó là một điều tốt thì mình cứ làm. Mình muốn đi bất kỳ nơi đâu và mình muốn sống như thế nào và mình hãy sống một cuộc sống của chính mình. Thì cháu cũng nói chuyện với mẹ cháu như thế để mẹ cháu hiểu là khi mà bởi vì mẹ cháu hay thấy rằng là cháu làm cái gì làm rất là đam mê, rất là quyết liệt và đã theo đuổi cái gì là theo đuổi đến cùng. Thì cháu cũng phải nói với mẹ cháu về cái điều đó. Nên là cái thông điệp mà cháu muốn truyền tải đó là mình chỉ sống có một lần nên là mình sẽ phải làm hết mình. Và khi mà làm công việc Nuskin là cháu dẹp hết tất cả cái công ty cũ của cháu và tập trung 100% và toàn lực với Nuskin và làm giống như là ngày hôm nay là ngày cuối cùng đời sống. Thì cháu tìm mọi cách để chia sẻ cho càng nhiều người càng tốt và chia sẻ một cách hết mình ấy, thì nó sẽ giúp cho mình đạt được mục tiêu đó. Ok, cảm ơn rất hay mấy anh chị. Một số mấy anh chị thấy được cái sự thành công của Lê Chí Linh ngày hôm nay đó. Và cũng giống như nhiều người thành công khác mấy anh chị, mình nhìn cái sự thành công, mình nhìn cái con người thành công như là cái kết quả vào cái giờ khắc đó thôi. Nhưng mà mấy anh chị biết là sau này chứ 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 mấy anh chị chưa biết nhiều về những cái gian truân, những cái thử thách mà Lê Chí Linh đã trải qua trong quá khứ để có ngày hôm nay. Và mình nghĩ là cái sự thành công của Lê Chí Linh nó không phải nhất thiết là phải chỉ dùng online marketing, đây là cái con người mấy anh chị. Cái sự thành công nó đến từ cái yếu tố con người, cũng giống như tại sao Lê Chí Linh có một cái sự năng nổ và đồng thời có một cái sự tập trung, cũng giống như có cái sự mặn mà mấy anh chị. Mình cũng vừa mới biết là bố Linh mất là vì bệnh ung thư, mẹ Linh cũng đang bị ung thư cách đây một vài tuần gì đó, dì Linh cũng bị ung thư mấy chị, và đó là lý do tại sao có một cái niềm đam mê rất lớn trong cái sản phẩm và đồng thời giúp cho người khác, người ta ý thức về vấn đề sức khỏe. Thành ra những cái điều mà mấy anh chị thấy về anh Lê Chí Linh đó, nó chỉ là một cái mặt sáng thôi mấy anh chị nha. Mấy anh chị chưa biết được là những cái cảnh đời cũng giống như những cái thử thách mà Linh đã trải qua mấy anh chị, và chính cái đó nó mới giúp cho mình có được một cái tư duy vững vàng để mà có thể mình đạt được. Nhưng mà thành ra cái cuối cùng vẫn là gì mấy anh chị, cái cuối cùng vẫn là cái yếu tố con người, yếu tùng vẫn là cái yếu tố tư duy mới vậy. Những cái how to đó mình chỉ biết thôi anh chị, nhưng mà cái lý do tại sao Linh làm cái chuyện Linh đang làm, mình hy vọng là anh chị nên có dịp tìm hiểu thêm về anh Linh là chỉ là một cái con người rất thú vị anh chị. Mình tin rằng đây cũng là một cái bước bắt đầu rất lớn cho cái trẻ Việt Nam. Thực ra ở trên internet thì cháu chia sẻ về cách làm rất là nhiều rồi, nhưng tại sao nhiều người họ vẫn không làm được? Bởi vì họ thiếu một cái mục tiêu lớn. Thì đó là cháu nghĩ là như thế đó, một cái sự quyết liệt với bản thân mình về trong cái công việc này nên là họ mới không thể đạt được cái mục tiêu của mình nữa. Chắc chắn là những cái làm như thế nào đó thì chú nghĩ là mọi người không có gì mới lạ đó mấy chị, nhưng mà cái điều là tại sao mình phải làm cái đang làm, tại sao phải có cái mục tiêu, tại sao Linh nghĩ hôm sống như thể sống hôm nay là ngày cuối cùng mấy chị ha, tại sao Linh đóng tất cả những cái việc làm xung quanh để có thể tập trung toàn tâm toàn ý tận nhân lực mình trong cái cơ hội này, và đó là lý do tại sao Linh đạt được cái kết quả này. Thật ra cái thông điệp rất hay Linh, chú cũng cảm ơn Linh chia sẻ, dành thời gian chia sẻ, và mình mong là và mình hy vọng một số anh chị rút ra được rất nhiều bài học trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay mấy chị ha. Và chắc chắn buổi hôm nay không phải là buổi duy nhất, mình sẽ còn nhiều buổi để nói chuyện với Linh và đồng thời cái team của Linh trong cái thời gian sắp tới.
Chúc anh chị ở Việt Nam ngủ ngon. Cảm ơn Linh rất nhiều. Đồng thời mình Cảm chúc ơn chúng anh chị ở những cái em. nơi khác có một cái bài học trong cái cuối tuần này mà anh chị, để mà mình có thể suy ngẫm. Bài này mình sẽ thâu lại và mình sẽ post lên cái trang Nu Việt. Số anh chị nếu muốn nghe lại, anh chị có thể theo dõi. Rồi chào tất cả mấy anh chị. Gặp sau Linh. Cảm ơn Linh rất nhiều. Chào chị Linh, chào tất cả mọi người. Dạ.